Trung Quốc sẽ gánh, đó là khẩu hiệu được cựu Tổng thống Donald Trump sử dụng vào năm 2018 để áp thuế quan cao hơn nhằm vào hàng hóa Trung Quốc. 5 năm sau, hàng ngàn nhà nhập khẩu Mỹ đang yêu cầu chính phủ bồi thường hàng tỷ đô la Mỹ thiệt hại. Vụ kiện diễn ra giữa lớp chính quyền Tổng thống Joe Biden mắc kẹt với phần lớn thuế quan được áp từ thời chính quyền ông Trump. Vụ kiện ban đầu được phát động vào tháng 9 năm 2020 bởi SMTX Industries, nhà sản xuất gạch Vinin toàn cầu có trụ sở tại bang Connecticut. Chỉ trong vài tháng, vụ kiện được điều chỉnh để bao gồm hơn 3.000 đơn kiện tương tự của các nhà nhập khẩu Mỹ. Đến thời điểm hiện tại, theo báo China Morning Post, số lượng nguyên đơn đã vượt qua 6.000. Những công ty trên khẳng định, chính phủ Mỹ xem thường ý kiến của công chúng một cách bất hợp pháp và không đo lường được tác động mà nền kinh tế Mỹ sẽ phải gánh chịu trước khi áp các mức thuế bổ sung, dao động từ 7,5% đến 25% lên số hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la Mỹ. Đối mặt với tình trạng giá hàng tiêu dùng tăng cao, chính quyền Tổng thống Biden đã cân nhắc dỡ bỏ một phần thuế quan để xoa dịu lạm phát. Theo phân tích của nhà kinh tế Pablo Fashenbaum thuộc Trường Đại học California Mỹ, thuế quan cho đến năm 2019 đã dẫn đến mức thiệt hại ròng 16 tỷ đô la Mỹ một năm đối với nền kinh tế Mỹ. Một nghiên cứu khác được đồng tiến hành bởi chuyên gia Marie Amity của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York khẳng định, công ty và người tiêu dùng Mỹ tiếp tục gánh chịu gần như hoàn toàn thuế quan Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Biden cũng xem xét các mức thuế quan nêu trên là một đòn bẩy quan trọng trong nỗ lực ứng phó Bắc Kinh. Đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai năm ngoái khẳng định trước Quốc hội rằng việc gỡ bỏ thuế quan có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Washington trước Bắc Kinh.